Kính chào quý vị khán giả đến với chuyên đề khuyến công được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp thực hiện. Kính thưa quý vị, đến hết năm 2023, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác khuyến công đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, khảo sát xét tặng danh hiệu thợ giỏi, hướng dẫn hai doanh nghiệp thực hiện hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Đến nay, các sản phẩm thủ công làm từ lục bình của công ty Inhome tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai có rất nhiều ứng dụng trong việc trang trí và trưng bày nội thất trong nhà, khách sạn, khu resort. Ngoài nguyên liệu chính là lục bình, để làm đẹp cho sản phẩm, tạo sự hấp dẫn đối với khách hàng, doanh nghiệp này còn đưa vào sử dụng các vật liệu trang trí như hoa cỏ khô, các loại dây, thừng hoặc các loại hạt cườm bằng nhựa hoặc thủy tinh để kết hoa lá trên các sản phẩm lục bình. Nhờ vậy, sản phẩm của Inhome luôn được khách hàng ưa chuộng. Nhà máy của chúng tôi là có diện tích là khoảng 5.000 m2 và có công nhân là hơn 20 người. Mặt hàng của chúng tôi chủ yếu là hàng lục bình, là hàng đặc trưng, và còn có một số sản phẩm như là hàng nhựa, hàng gỗ, hàng may, hàng cối, lắc hoa. Công ty chúng tôi là gọi là đa dạng mẫu mã và đa dạng sản phẩm. Đối với một số như là hàng lục bình thì ngoài cái cơ sở là ở địa phương, là trong huyện hoặc là trong tỉnh Đồng Nai, là chúng tôi còn có một số cơ sở đại diện kinh doanh là để phân bổ các cái mặt hàng cho nhà đan ở các tỉnh như là Bình Thuận, Bình Định, Ninh Bình. Sản phẩm từ lục bình là một phụ kiện trang trí cho không gian sống hoặc làm việc. Đặc biệt, sản phẩm mỹ nghệ từ lục bình của Inhome cũng là một ý tưởng quà tặng cho du khách bởi sự kết hợp độc đáo giữa tính thân thiện với môi trường, độ bền, vẻ đẹp thủ công, tính linh hoạt và giá cả phải chăng khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhà nhập khẩu và bán buôn. Không chỉ thế, trong thời gian gần đây, công ty Inhome có nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài theo yêu cầu nhờ vào kênh thương mại điện tử. Thường thì các đại diện kinh doanh là họ sẽ thu mua trước một số nguyên liệu vào đầu mùa khô. Họ sẽ dự trữ với số lượng lớn. Hoặc là công ty chúng tôi là sẽ mua trữ lượng khoảng là 5 tấn đến 10 tấn nguyên liệu. Nguyên liệu chính là lục bình. Là đối với vào mùa mưa thì một số hộ kinh doanh họ sẽ thiếu nguyên liệu, thì công ty chúng tôi sẽ phân bổ lại. Được biết, toàn bộ quy trình sản xuất lục bình được thực hiện thủ công. Sau khi được thu hoạch, người hái sẽ cắt bỏ phần cuốn và lá để lấy phần giữa. Tiếp theo, lục bình được đem đi sấy khô rồi bện thành dây với nhiều kích cỡ và độ dày khác nhau. Về phần mẫu mã, là công ty chúng tôi là luôn đưa ra những cái mẫu mã mới và chất lượng, về khâu chất lượng là khách hàng đều rất hài lòng về chất lượng của chúng tôi. Đối tác nước ngoài thì hàng năm thì chúng tôi đều có tổ chức những cái showroom, các hội chợ, thì khách hàng nước ngoài họ sẽ tới tham dự hội chợ và chúng tôi có đội ngũ nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng qua trang mạng xã hội. Trong năm 2024, công ty Inhome tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai có 5 công nhân lao động được xét tặng danh hiệu thợ giỏi. Kính thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm gắn bó, chăn trở, đam mê và tìm tòi, cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Hoàng Cường ở ấp 3 xã Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai do ông chủ trẻ Hoàng Cường gây dựng đã khá thành công. Sản phẩm làm ra có chỗ đứng trên thị trường và đã giải quyết việc làm cho một số lao động địa phương. Theo chủ cơ sở Hoàng Cường, từ lúc học nghề cho đến làm công hưởng lương, những người thợ phải mất ít nhất 1 năm tiếp cận. Nhưng với anh Cường, chỉ trong vòng 3 tháng, anh đã chinh phục được các thớ gỗ bằng chính đôi tay của mình. Sở dĩ anh sớm trở thành một người thợ chạm khắc gỗ là nhờ vào sự tinh ý của người thầy. Điều may mắn là người thầy của anh chính là một nghệ nhân có tiếng tăm trong giới điêu khắc. Hai những cái nguồn gỗ mình nhập thì ngay tại Định Quán này thì có nó được có một cái lợi thế là có những nguồn gỗ giá trị gọi là nguồn gỗ tất. Thì mình sẽ mua lại của lâm trường. Mỗi lần cái lâm trường người ta có những cái đơn hàng thanh lý hoặc cũng của nhà dân thì cũng có những cái
người ta cũng vẫn trồng những cái mặt hàng gỗ như vậy, thì mình cũng mua lại nó đó rồi mình sản xuất. Nghề chạm khắc gỗ rất vất vả, đòi hỏi người thợ phải kiên trì, sáng tạo để thổi hồn vào tác phẩm, đưa khối gỗ vô tri trở nên sống động và có hồn. Thành công sẽ đến với ai có ý chí, biết vượt qua khó khăn, gian khổ. Và anh Kim Mừng là một trong những người gắn bó lâu năm nhất tại cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Hoàng Cường ở ấp 3, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai. Em đến nghề này thì cũng có cái sự đam mê, nói chung là cũng em vào đây thì cũng lâu rồi. Từ năm 2008 lên đấy là cũng gặp ông thầy, ông chỉ cho em học nghề, rồi mình cũng cố gắng phát huy để mà có cái sự đam mê để mà làm nghề. Nói chung mình cũng có ước mơ mà nhưng không biết mình sẽ cố gắng học đến khi nào mới thành đạt để phát triển cái cơ sở mỹ nghệ của mình. Hiện nay nguồn nguyên liệu gỗ khan hiếm nên cơ sở Hoàng Cường phải sử dụng gỗ nhập khẩu. Tuy giá thành của các sản phẩm hơi cao nhưng đây là cả tâm huyết của những người thợ. Hàng ngày từng tiếng gõ trên bộ dụng cụ của những người thợ đã trở nên quen thuộc và đều đặn để kịp giao cho khách hàng. Thời gian trước còn đi học á, thì gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn, thì em cũng muốn là đi học cái nghề để phụ mình, để vất vả cho ba mẹ, thì thời gian theo cái lại cũng thích rồi làm luôn tới giờ. Và nói chung cái nghề này thì đòi hỏi là mình phải nắm bắt được ý tưởng của khách hàng, rồi những cái đường nét là mình phải làm theo cái ý muốn của khách hàng như thế nào là cái khó nhất. Với các sản phẩm nhiều hoa văn thì để hoàn thành có khi phải mất một tháng. Chính vì vậy, hiện nay cơ sở Hoàng Cường đã đầu tư hai máy CNC để giảm công suất và sản phẩm đạt độ chính xác cao theo yêu cầu của khách hàng. Song song với tâm huyết, tay nghề cùng với kỹ năng thuần thục, các cơ sở, doanh nghiệp ở khu vực công nghiệp nông thôn đang ngày càng xem việc đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại là yếu tố quyết định đến hiệu quả và sự phát triển. Nhất là mình phải tạo công ăn việc làm cho nó đều đặn cho các anh em thợ. Thì ngoài ra thì trong xưởng mình thì nói chung sống thì cũng tình nghĩa, thì giữa người chủ xưởng và thợ thì cũng có như anh em trong nhà vậy. Thì cũng có sự chia sẻ lẫn nhau từ những cái khó khăn trong cuộc sống hoặc những cái khó khăn, những cái mọi thứ trong cái công việc. Với lại mình cũng làm sao để bảo đảm cái nguồn thu nhập cho người ta đủ trang trải gia đình thích hợp, thì là anh em sẽ gắn bó với mình nhiều hơn. Đồng Nai là một trong các địa phương dẫn đầu về phát triển công nghiệp. Trên lĩnh vực công nghiệp nông thôn của tỉnh, hiện có gần 10.000 cơ sở công nghiệp nông thôn, nhưng chỉ đóng góp khoảng 9% trong cơ cấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Điều này cho thấy công nghiệp nông thôn vẫn còn yếu thế, chưa thể theo kịp đà phát triển của công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn trong thời gian qua cho thấy, các cơ sở công nghiệp nông thôn có doanh thu và lợi nhuận hàng năm đạt hiệu quả cao, thường có mối liên hệ chặt chẽ với việc đổi mới công nghệ. Điển hình là các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm hay lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Chuyên đề khuyến công kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.